Đây, kính thưa quý vị, sáng giờ bà con nghe thông tin kéo đường ống nước á, cho nên ai cũng rạo rực bỏ công ăn việc làm và tập trung về đây hết. Sao chị? Vậy đó ha. Mỹ lèm chò. Nó bắt nước lên đây lèm. Mừng rất là mừng vô đây. Mẹ chò nghỉ lèm. Đây nghỉ lèm hết, từ lèm ké, lèm tôm, lèm đồ là nghỉ hết, ngồi chờ bắt nước từ hồi sáng giờ. Nhâm nhựa đồ cũng nghỉ luôn. Bỏ không. Ai đi lượm nhâm nhựa đâu? Để lượm nhâm nhựa. Cô hả? Cô đơn độc mã một mình. Chồng con có em bây giờ đó. Ở đây mà bây giờ nghe nước hùng vô âm thật luôn á, mong sao có nước không á, nước ở đây là giếng độc mã chứ giờ ai đâu nghỉ hết. Mày thấy không, thấy cái xóm đây toàn phụ nữ bữa nay lên 2 ngày rồi. Đúng rồi đàn ông đâu hết rồi, không bị dán không anh, đàn ông đâu rồi? Dạ đàn ông một chết hai đi, hai đi vừa đổi rồi. Bây giờ là chỉ có là chồng họ, nếu mà chồng còn khổ B4 ông mẹ giờ đi biển hết được anh đâu, đi có biển ở nhà đâu, đi làm đi làm ở đây làm gì, nuôi đi 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 làm đi biển đi làm như là phụ nữ không à, còn nhiêu đây nè vé á, vé ông chồng con á. Nếu được ha, nếu được thì sắp tới kéo đường ống về chỗ trạm nhà cô ba ha, rồi sau đó mỗi nhà mình phải tự chia đồng hồ ra, tự sắm cho mình một cái đồng hồ. Mình xài bao nhiêu thì cuối tháng dựa theo cái số trên đồng hồ đó mình tính tiền thôi, cho nên khỏi phải kình cãi chi cho mất công ha. Thì cứu giờ được là có cứu giờ được là được à, còn đồng hồ mình cũng không có quan trọng, để ít 5 ngàn cũng được. Cứu nước về tới chỗ đây mà có nước là được, không có nước thì cũng phải cái chuyện sau này nữa là mình xài mình tính tiền chi phí rồi cho nó thuận tiện, chứ không thôi là cô ba đứng mũi chịu sào, tội nghiệp cô ba. Ý là con nói là kiếm nước biển xem nước nó về tại chỗ đây, còn đồng hồ là bắt buộc nhà nào cũng phải là đúng tự rồi. Một cái đồng hồ đúng rồi người nào cũng có cái đồng hồ. Ôi trời, nước ở đây khan hiếm quá mà, cảm ơn cô. Ở được trên đây là được, đây cái đồng hồ là bắt buộc mình phải mua, là cái chuyện đó là chuyện không quan trọng, chủ yếu là kiếm nước, có nước sẵn trên đây là vui nhất rồi. Dạ xin được kính chào quý vị, cùng trở lại với em. Một buổi trưa, bây giờ là tầm khoảng 11 giờ rồi. Em đang đứng ở cái đường ray ở bên Lương Sơn. Đây là tiếp tục xóm nhà ga, nhưng mà hướng đây là hướng gần với lại tỉnh Sáng Ngọc Tòng thôi quý vị. Lối đi bên kia là đi về xóm Hòn Vũ, hoặc là đi ngang qua cái chỗ đường hầm dưới đường ray xe lửa đó quý vị. Thì lên trên đây cũng có một số hộ dân cũng khó khăn. Và ngay cái lối đi này nè, thì đi rẽ qua nhà của một người chị mà sinh được 5 người con, mà hiện nay thì cũng không có biết rằng tới tuổi đi học rồi, không biết có quần áo rồi hay chưa. Còn đi theo hướng này nữa là đi tới cái xóm phía sau của nhà ga Lương Sơn mà 16 hộ dân không có nước cấp đó quý vị. Chào cô. Dạ. Bây giờ trước khi mà đi tới nhà anh Đức á, để coi thử cái chỗ đào ống làm sao á, bây giờ phiền cô đi với con một đoạn đi. Đi vô trong cái xóm này nè. Cũng có cái chị kia đi lượm ve chai á. Ve chai nhưng mà có 5 đứa con vậy. Đúng rồi. Lên dẫn lên luôn. Có 5 đứa con chồng, không biết là chồng chết. Đúng rồi. Có 5 đứa con. Đứa lớn là đứa nhỏ, rồi đứa nhỏ là đứa nhỏ hơn. Thằng lớn bị đi làm công ty gì trong đây nè. Xong một giờ cái bị xe nó gạt, nó bỏ chạy luôn, bây giờ đang nằm viện mà biết giờ chưa. Ồ, bây giờ đang nằm viện luôn hả? Dạ, bây giờ đang nằm viện mà biết giờ chưa nghe. Ôi trời. Bây giờ lên mà mơ không có phát hiện được. Dạ. Đây. Nhà ở đâu gần đây nè. Đây. Tại hoàn cảnh này con cũng đã giúp một lần rồi. Nhà đây nè hay sao đó. Đây. Đúng rồi. Thu Quân. Con. Hồi đó con vô là mẹ đi làm rồi, chỉ có mấy đứa nhỏ ở nhà thôi. Ở chó không đi rồi. Mẹ không? Dạ. Mẹ con không? Mẹ con đi công việc. Cổng này khó mở với con. Này con đúng không? Dạ. Ra mở cổng giùm chú với. Mở nè con. Khó ha. Bây giờ mẹ nó nằm vô nuôi anh hai nó bệnh viện rồi. Mẹ vô viện nuôi anh hai rồi hả? Mở cửa đây con.
Còn mấy em của con đi học chưa? Đi học hết chưa? Có tiền đóng tiền học không? Chưa đóng. Rồi có quần áo mới mặc không? Khổ ghê. Gia đình đây là quý vị, một người mẹ thôi, nuôi 5 người con. Chồng mất rồi. Mà đứa con lớn thì đi làm bị tai nạn rồi hả? Kiếm cái áo mặc vô con. Đây cái nơi quý vị, sớm đi lên số Hoàng Vũ nè. Không, mở cửa đây cũng được con. Đây mở được không? Mở điện lên. Được rồi, không sao. Đây cái nơi quý vị, nhà. Ba con mắt bao năm rồi? Dạ, 4 năm rồi. 4 năm rồi. Bé nó hầu cũng đi làm bị tai nạn luôn á. Dạ. Giờ bị nó với anh ai nó nằm trong bệnh viện mà không có tiền. Giờ bữa hổng nó xuống nó hiểu là đi xin được mà làm sao. Bên đây nó bắt họ mà mẹ làm sao mà dám đi xin. Hồi bữa đó hả? Đó. Sao không nói con? Cô đâu có số điện thoại con đâu mà nói. Nói với cô đúng con á. Cái con đi là cháu bên phía bà chị ở nhà. Ồ. Giống phải là giống phải là bè con á. Của con á. Rồi rồi. Chú hỏi thăm con chút, em của con là bao nhiêu đứa? Dạ hai. Hai đứa là tới tuổi đi học. Con còn đi học không? Dạ con. Con học chiều hay sao? Đúng rồi, đang về. Dạ sáng chiều. Sáng chiều luôn. Dạ hôm nay có bữa học chiều. Con học lớp mấy? Dạ lớp 7. Có tiền mua đồ đồng phục thể dục chưa? Dạ xài đồ cũ. Xài đồ cũ. Nhưng mà còn xài được không? Được. Có bị ngán không? Được. Xài được ha. Được. Rồi mấy em con có quần áo mới đó đi mặc đi học chưa? Dạ có. Ổn không? Quần áo mới luôn không hay đó, là em con quần áo xin. Quần áo của tụi nó thì bữa con bị nó là thằng anh nó cho bị tai nạn thấy xuống dưới chợ cái là xin. Ồ. Xin được mấy bộ á. Rồi cô mới chỉ xuống dưới ngõ cái sạp mà người ta bỏ đồ á. Dạ. Xuống lựa. Đồ lựa được 2-3 cái áo rồi đó như lựa. Mấy cái đồ giày đồ giết rồi đâu mất rồi. Thấy chắc tồn tiền bây giờ. Đây cầm giùm con cái này xíu đi con. Rồi. Cầm đây giùm con. Cái này chú xin phép con gia đình con nha. Cái này là cô Ba La Mật. Dạ. Ở bên Mỹ ha. Dạ. Tài trợ cho gia đình con là 1 triệu đồng nè. Cái gì coi cho mấy em đóng tiền học, sách vở, mua thêm gì được thì mua. Tại vì chú biết hoàn cảnh của gia đình con cũng khó khăn. Mẹ con này chú chưa có được gặp mặt lần nào hết á. Nhưng mà chú biết hoàn cảnh, chú gửi con 1 triệu. Nhớ giữ lại nha, đưa cho mẹ nha. Đâu, con rồi cảm ơn đủ mình. Mua cái gì đó thì cứ mua. Rồi nếu mà không đủ á, mà cắt bắt á, thì liên lạc với bà đây. Có, có bà đây sẽ này. Nhờ cô con gọi cho chú. Chú sẽ lo cho con thêm mấy cái phần đó. Ừ. Nhớ nha. Chắc là phải mua tiền mua cái bảo hiểm y tế rồi không có bảo hiểm ấy rồi bảo... không bảo hiểm học sinh thì nó cũng rẻ thôi nhưng mà mấy cái khoản chi phí đầu năm vô nó phải đóng thôi chú đi nha có gì liên lạc với chú nha có gì biểu mẹ liên lạc với ngoại thấy không con mà không ngỡ ý con đi vô đây là chắc bà con cũng không có thông báo cho con biết. Con nói nuôi con nó trong mình nhận mà không ai làm nhà cửa. Đồ này giặt chưa con? Chưa. Con giặt hay ai giặt? Nó. Mẹ nó. Giặt. Mẹ giặt hay sao đó gì nè? Mẹ chưa giặt. Thằng con ở nhà giặt cho mẹ đi chứ. Nếu con giặt được không thì con giặt con phụ mẹ một tay đi. Con quay con rồi nữa mẹ. Sau này mẹ nhờ vô mấy tụi con á. Cố gắng nha. Rồi nhớ là phải đi học rồi học bài đầy đủ ha. Sau này chỉ mình phải tốt nghiệp ra thì mình mới có công ăn việc làm tốt được. Cố gắng học nha, đừng bỏ học giữa chừng nha. Này, Tiên con vừa đưa cho mẹ nghe. Chết tao lên á. Lên kiểm tra giùm con nha. Lên kiểm tra nha, cho tao lên nhưng không phải mà lấy đi xa cho mày cho mẹ. Tao chiều nay tao nói mấy mày á. Dạ. Nhà muốn rồi con. Dạ rồi, cảm ơn cô. Đi con. Bây giờ ha. Là sau khi mấy cô cháu mình lên cái clip vừa rồi á là một số bà con ở nhánh phía bên mà có đường nước á họ cũng nghe được họ cũng động lòng ha không tức là họ sẽ
cho mình đồng ý cho mình chia đường nước đúng không? Dạ rồi. Bây giờ mình chỉ còn một cái động tác nữa là lên trên xã là xin giấy phép đúng không? Đúng, giấy phép cho sổ đỏ. Đúng không? Vậy là gia đình nào mà cho mình cái chia đường nước vậy? À, gia đình anh Đức. Không, là anh Đức anh chia hay là từ người khác chia nữa? Từ người khác chia nữa, đó ra ra anh Đức là người nào thì chia cho anh Đức chia lại cho mình. Ồ, vậy là được rồi đúng không? Được rồi. Rồi, vậy là mừng rồi. Cái kính thưa quý vị, sau khi mà lên cái clip vừa rồi đó thì một số cô chú anh chị ở quanh đây cũng coi được và họ cũng động lòng và hiểu được cái nỗi khổ của bà con quanh đây và họ cũng đã đồng ý chia đường nước đến với bà con. Bây giờ thì chỉ còn một cái động tác nữa thôi là bà con phải hợp thức hóa cái đồng hồ của mình và lên trên xã xin giấy phép cũng như là xin người đứng tên. Anh Đức thì đang đào đường ống nước đó quý vị, cho nên bây giờ em có mặt ở nơi đây để mà đi khảo sát số lượng và chiều dài để mà đặt đường ống chung với anh Đức luôn, rồi kéo qua nhà cô Còn. Hiện nay thì em đang giữ số tiền của thím mẫu đơn ở bên Đan Mạch, số tiền là 8,5 triệu cộng với 2 triệu của thím mẫu đơn vừa rồi muốn gửi đến hai quán cơm không đồng ở Xóm Bóng đó, nhưng mà hiện nay thì không có còn hoạt động nữa, thì tạm thời đang giữ là 10,500,000. Tại vì lúc trước là cũng có gửi đến các em ở đây để mà lo quần áo, sách vở, mua bảo hiểm để đi học rồi. Ngoài ra thì chú Hùng ở Cồn Giữa đang ở bên Úc Châu, chú cũng muốn gửi đến hai quán cơm không đồng ở Xóm Bóng là 2,000,000 đồng. Tuy nhiên thì em còn giữ lại đây, không biết chú Hùng có đồng ý để mà con bỏ vô đây làm một cái quỹ để lắp ống nước cho bà con luôn hay không. Ngoài ra thì chị Ba La Mặt cũng mới gửi thêm là $100, em cũng vừa mới chích ra 1,000,000 đồng gửi tặng đến gia đình cháu nhỏ hồi nãy, mà đến 5 người con, mẹ nuôi con mà chồng thì qua đời rồi. Nhà này nhà nào đẹp quá cô ha. Đây nè, đây nè, đây không? Phải cái chỗ đây là đào, chuẩn bị đào đường ống không? Chắc vậy quá. Hay là chỗ đây không biết. Đó coi ạ. Không, cái đó mình cũng khỏi đón già đón non đi. Miễn sao có đường nước ra là được rồi. Đừng dòm vô nhà người ta. Cái này là đúng không? Bây giờ xuống nhà chú Đức không? Dạ khỏi đi. Cái này thì bây giờ con đi khảo sát cái số lượng với lại chiều dài rồi con báo lại với mấy cô chú anh chị. Đây bắt đầu là sẽ đào đường ống nước đây thưa quý vị. Đào một cái rãnh ra rồi nè. Tại vì anh Đức ảnh có nói á, là ảnh cũng hỗ trợ mấy bà con bên xóm bên kia để xin bà con bên này cho bắt đường ống nước. Thì bây giờ thì ảnh cũng đang đào. Cái này là ảnh đào cho ảnh thôi, nhưng mà ảnh cũng xin được cho bà con rồi. Ảnh cũng ngỏ ý là bà con cũng mua ống nước thả chung vô luôn, là thành hai ống dẫn. Tới đây là hết đi được rồi đúng không cô ha? Hết đi được. Mà sao cái đường này người ta không làm thẳng một đường luôn qua bên đây? Nói thẳng là ngay mình làm đục đất đi, còn đây là nó bị đường tàu á. Là người ta không vi phạm, có đường tàu người ta mới cho. Mà sao phía bên kia vẫn có lối đi nè? Bên kia rộng rãi đúng không? Bên đây thì nó hẹp hơn hả? Nhưng mà đất đây là nó không cho. Đất đây là nó bị nghiêm. Dạ dạ. Đó. Đây kính thưa quý vị, anh Đức vừa rồi anh cũng nói là vướng thứ nhất là đường tàu, là ngay cái chỗ này. Thứ hai là công trình thủy lợi, là ngay cái chỗ hệ thống cống rãnh này ở đây, chỗ bờ kè đây. Đi cô. Tới đây là nhà của anh Đức rồi ha. Rồi mình sẽ đào thẳng qua bên kia luôn. Qua được không? Được, được. Rồi cô lên trước đi. Cái này bà con mình đốt hay ai đốt đây cô? Con mình đốt. Đốt đây để làm cái gì? Đốt cỏ hả? Cỏ, nó rỡ gắn của nó bò. Nó rỡ đường tàu đây nè, nó phất cái đây nè.
Ờ. Tàu nó mấy cái bụi này nó bị khuất, mình bị khuất đường tàu đúng không? Mình không có nhìn thấy rõ đúng không? Ờ. Khuất ai nó dọn. Chỗ đây là mắt con Dương nè. Phía bên đây là ga Lương Sơn. Cho con chai nước uống. Bây giờ nắng quá. Thời tiết khoảng 34 đến 36 độ. Sáng. Sáng nghe nói các anh em là mới mắc xe hả con? À, con có chị ba con á. Đó xe nó đi xuống nó biển nó dớt chút ra ngoài trên đây nó cướp nó chạy luôn. Vậy luôn đó hả? Chạy luôn à. Bị mắc ở phía nào? Quay dốc dầu kìa. Dốc dầu là dưới kia đó hả? Gần chỗ thôn Cát Lợi không? Trong đây một chút. Trong đây một chút. Nghe chỗ mấy con hồ tôm á. Ồ. Có nhỏ mới đổi đó xuống dốc trong cái hai ba nghèo. Lên xe chạy luôn. Áo còn con nhỏ dắt ra. Mấy chục ngàn bỏ không khớp xe rồi, ăn sáng chưa kịp ăn sáng nó lấy luôn. Làm mất luôn rồi. Xe cũng hết mười mấy hai chục triệu chứ ít đâu. Xe hồ nó sắm hai mấy triệu. Ồ. Mà nó mới sửa lại như vậy là hai cái lớp. Chứ cái gì á. Là hết mấy trăm ngàn đó, còn hai triệu rưỡi á. Đã nghèo còn gặp cái eo nữa. Dạ giờ ông ngồi khóc ở nhà. Vợ thì bệnh đau. Chồng thì mất xe. Tạo bẻ lư hết. Khổ thiệt, bà con quanh đây khổ quá. Ăn cắp con chim mà thiệt hết chút. Mấy thằng không, mấy thằng hút chích á. Dạ. Chứ không có gì vậy đó. Xe đạp kia mà nó còn lấy à. Xe đạp thì dắt ra chạy nhanh rồi. Dễ rồi. Được 50 ngàn. Đường ống nước là sẽ đào đường nào con, theo hướng đây hay là hướng bên trong? Sát ranh bên kia ha. Đi ngõ bên đây luôn đi, đi ngõ thẳng luôn đi. Không, đây nè, đây nè. Kéo về đây ha. Đây kính thưa quý vị, sáng giờ bà con nghe thông tin kéo đường ống nước á, cho nên ai cũng rạo rực bỏ công ăn việc làm và tập trung về đây hết. Sao chị? Vậy đó ha. Mỹ lèm chò. Nói bắt nước lên đây lèm. Mừng rất là mừng. Mẹ chò nghỉ lèm. Đây nghỉ làm hết, từ làm ké, làm tôm, làm đồ là nghỉ hết, ngồi chờ bắt nước từ hồi sáng giờ. Nhôm nhựa đâu cũng nghỉ luôn. Ai đi lượm nhôm nhựa đâu? Để lượm nhôm nhựa. Cô hả? À? Cô đơn độc mã một mình. Cô đơn độc mã một mình. Tên mị chồng con có em đang đi bộ đội. Ở đây mà tên bị sống thì nước bùng vô âm trận luôn á. Mong sao có nước không á. Nước sắp có thăm độc mã. Ừ, chứ giờ ai đâu. Nghỉ hết. Mày thấy không? Thấy cái xóm này toàn phụ nữ của anh lên 2 ngày. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, đàn ông đâu hết rồi. Không, bị ghé không anh. Đàn ông đâu rồi? Dạ. Đàn ông một chết hai đi. Hai đi bộ đội đâu? Ở nhà ve bốn. Bây giờ là chỉ có là chồng họ, nếu mà chồng còn khổng bê bốn ông. Mẹ giờ đi biển hết được anh đâu. Đi biển. Ở nhà đâu. Đi làm, đi làm. Ở đây làm gì? Đi làm, đi biển, đi làm. Còn phụ nữ không à? Mày ghé. Còn nhiêu đây nè, vé á, vé ông chồng cô á. Nếu được ha, nếu được thì sắp tới kéo đường ống về chỗ trạm nhà cô ba ha. Rồi sau đó mỗi nhà mình phải tự chia đồng hồ ra. Tự sắm cho mình một cái đồng hồ. Mình xài bao nhiêu thì cuối tháng dựa theo cái số trên đồng hồ đó mình tính tiền thôi. Cho nên khỏi phải kình cãi chi cho mất công ha. Thì kéo về được là... Là có cứu về được là được à. Còn đồng hồ mình cũng không có quan trọng. Kể ít năm ngàn cũng được. Cứu nước về tới chỗ đây mà có nước là được. Không có nước thì cũng phải cái chuyện sau này nữa. Là mình xài, mình tính tiền chi phí rồi cho nó thuận tiện. Chứ không thôi là cô ba đứng mũi chịu sào, tội nghiệp cô ba. Ý là con nói là cứu nước, miễn sao nước nó về tại chỗ đây. Còn đồng hồ là bắt buộc nhà nào cũng phải là tự một cái đồng hồ. Đúng rồi, đúng rồi. Người nào cũng có cái đồng hồ. Ôi trời, nước ở đây khan hiếm quá mà, cảm ơn cô. Ở được trên đây là được. Đây kính thưa quý vị. Hồ là bắt buộc mình phải mua, là cái chuyện đó là chuyện không quan trọng, chủ yếu là cái nước. Có nước sẵn trên đây là vui nhất rồi. Mẹ, bà,
xài đâu. Uống đi con, bà con mình uống này cho vui. Để con uống rồi nè con. Cục nhè bao nhiêu khó là phải mình phải đâm tiền cho những người nào nữa. Người đứng đây đây không tiền nữa. Bây giờ không có quan trọng, bây giờ là tập thể 20 cái nhè đúng không? Bữa tháng đây. Bè cô bé đi lấy tiền. Tháng sau vì hè đi lấy tiền, tháng sau từng nhè rồi bắt đầu lại, ngược lại. Không ai nói ai, tại đây là tập thể, không ai nói ai nói vậy luôn, không ai phong bì ai hết. Không. Làm gì mất công cô ba mấy người ta. Cứ tính là cứ ngày đầu tháng đi. Đầu tháng rồi tới chốt cái số nước rồi quy ra tiền rồi nhân lên thôi. Tới nộp tiền cho cô ba luôn. Khỏi cô ba mình đi mất công. Cô ba nói là để cho cô ba đi thu qua, nếu mà cô ba đi thu thì cũng tạo bể. Bây giờ nếu mà tập thể. Bà con mình tự giác tới đây kiểm tra số nước rồi nộp thôi. Bây giờ nè cậu đó đi mua ống. Bây giờ đem chung với lại thằng Dư. Thì là bên đây tụi tao lo số đỏ, đi photo, ra về xẻ, làm một cái đơn, cầm vô, ép vô ở trong Nha Trang. Nó trúng rồi bắt đầu công ty nó ra, công ty bán nước cho mình á. Nó đem đồng hồ, cái gì đó nên đem ra bán cho mình cho không bạn. Đó là đồng hồ cái thôi, ý nó mấy đồng hồ con gia mấy đình mình á. Mấy đồng hồ con á, là mình tự do. Đó. Nghe con nói là làm gì làm cho ở trong cái khu mà bắt nước nó ra nó mới biết đường ống đường đồ nó rất là phỉ. Còn mình là mình là bè không mà cũng biết gì đâu. Bây giờ là chị Ba phải đi vô cho sổ đỏ mẹ. Dạ. Rồi gieo về sẽ làm một cái lá đơn. Nó chứng nhận cho mình một mình làm lá đơn. Rồi một người biết ngõ đi vô trong đó. Vô công ty nước. Rồi nó chứng nhận cho mình xong rồi. Trong công ty nước nó ra. Nó cầm đồng hồ rồi nó ra đồng hồ chính đó nha. Rồi nó đó rồi nó tút ra mình nhau. Cái đó là mình mua. Cái đó là mình mua. Đó. Mua trong đó luôn. Tự nhiên ví dụ nhà chị cái đi cái đây cái nói toàn bộ là bao nhiêu là đúng rồi. Dạ. Cái đó là mình rồi vậy ha. Con vô con gặp cô ba chút nha. Rồi. Dạ thôi được rồi. Dạ. Cô ba ơi. Cô ba có một mình thôi. Còn cái thì đi làm hết rồi. Đang có mấy đứa cháu chiều nay cũng đi học nữa, lo cơm nước rồi đưa đón. Bận rộn quá trời luôn. Nay nhà ăn món gì ngon rồi cô ba? Món gì đâu, ăn súp lơ xào. Súp lơ xào hả? Bắp sú ha, bắp sú ha. Chú Thảo. Chào cô. Cái này à, hai đứa con đó. Mẹ lắm có chê. Mẹ lắm. Mẹ bữa giờ cô không có biết con à. Dạ. Bảy món nói. Sao sao cô? Hai cháu đi học, hỗ trợ hai cháu đi học. Không có tiền. Cô học bữa giờ rã ràng cô không biết chừng bữa này cô bảy món chữ. Độ tuổi nào con cháu cô độ tuổi nào? Ở mở đứa đi học giáo lớn quen năm lương một, còn một đứa giáo nhỏ. Hai cháu đi học thì xé rồi. Nó nói thôi để cô bảy nói, cô bảy nói. Rồi bây giờ ý cô là làm sao? Ý cô giúp đỡ để xin cho cháu hỗ trợ cho được đồng nèo được cái đóng nhiều trường. Tiền trường mà một cháu là phải chắc hơn 1 triệu mấy một tháng. Còn 2 triệu lận. 2 triệu một tháng. Giờ con cái cháu nhiêu cô cảm ơn nhiêu à. Chắc rồi hỗ trợ con chỉ hỗ trợ hai cháu được 1 triệu thôi. Chứ không có nhiều. Được dạ. Nhiều con à. Cô mừng nhiêu cô không có đòi hỏi cái gì hết đó con à. Ở đây bà con mình khổ quá. Tại cô giờ cũng khổ, tại cô đi dẫn nó đi học rồi giờ cái tay cô này thao biểu rồi cô cũng đâu đi làm. Dạ. Khổ lắm. Thôi cái này con xin phép thay mặt chị 35 mặt ha, tặng cô với hai cháu 1 triệu. Để coi phụ được gì thì phụ cho đi đường dài thì con đi không nổi đâu. Phụ tiền đóng thế chứ giờ đi đường dài thì bà con Mạnh Thường Quân đi không nổi đâu. Dạ. Chồng xe mày đường cũng nhiều con không có đòi hỏi đâu cô, có đòi hỏi đâu con à. Bây giờ nè cô còn ơi. À, bây giờ thì cái đường ống nước á thì cô cứ phối hợp với anh Đức thả ống vô thì bao nhiêu tiền á cô cho con cái số tài khoản của bên bán á thì khi nào mua rồi người ta ra ống cho mình thanh toán thì chuyển cho con số tài khoản con sẽ thanh toán qua số tài khoản ha tại vì đường xá xa xôi qua đây chạy qua chạy lại thanh toán nó cũng cần. Dạ. Con mua ống ví dụ bao nhiêu số tiền đó là cô cho mình cô bảo cho con. Dạ dạ. Có gì là con chuyển qua để đồng. Dạ. Vậy ha. Ừ. Mà sáng giờ đi đâu đi lên Vũ hả? Lên nhà. Ở đây ngồi đây cả tiếng mấy đồng hồ. Ngồi ngoài kia nói chuyện với mấy bà con kìa. Cô ấy cô làm đơn là cô đi làm. Dạ. Xong rồi bắt đầu là mua đường dây. Mua dây để bắt tường đó về tới nhà con ạ. Rồi vậy là con đang giữ của chị 35 mặt là còn lại 500 ngàn, của chú Hùng là 2 triệu.
là 2,5 triệu, của thím mẫu đơn là 10,5 triệu. Đó, nhiều đó là tầm khoảng 14, 15 triệu rồi. Cậu đó chắc đường dây đủ không? 12 triệu mấy rồi. Bây giờ thì kính thưa quý vị, đường ống nước thì đâu đó tầm khoảng 20 triệu đổ lại. Thì hiện nay đang thiếu khoảng chừng 5-7 triệu nữa. Rất mong quý cô chú anh chị ủng hộ thêm để kéo đường nước về đến đây cho bà con sử dụng. Rồi sau đó thì bà con sẽ tự bỏ tiền túi ra thêm được cái nào hay cái đó để chia nước về nhà. Hiện nay là em nhắm tổng số tiền khoảng chừng 20 triệu. Và bây giờ thì trong tài khoản có được 12-13 triệu rồi. Vậy ha, cô còn ha. Rồi, mọi chuyện thì cứ xúc tiến đi, phối hợp với anh Đức thả ống đi. Rồi trong khi đó mình làm song song cái vấn đề đi hợp thức hóa cái người đứng tên đồng hồ. Rồi được rồi, dạ. Rất là mừng khi những bà con nhánh bên kia họ cũng coi được và họ cũng đồng lòng và giúp đỡ bà con mình. Rồi vậy ha cô còn ha. Dạ có đi coi đường ống rồi. Rồi con chào mấy con hen. Dạ. Đây kính thưa quý vị, quanh đây thì nước giếng bơm lên có mùi, mùi cũng hôi lắm. Rồi nhiều khi mấy cái chỗ nhà bên kia thì bơm lên cái vị nó mặn mặn nữa, nó không phải là nước ngọt. Rồi con chào bà con luôn hen. Rồi hy vọng là trong tuần tới mình có tin vui và có nước để xài. Rồi chào bà con, chúc bà con nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn chị Ba La Mật, cảm ơn thím mẫu đơn, cảm ơn chú Hùng và cảm ơn nhiều quý cô chú anh chị tiếp theo khi gửi những phần tịnh tài về để hoàn thiện cái đường ống nước này với bà con xóm nhà ga Lương Sơn. Một chút chia sẻ trong ngày hôm nay. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chào tạm biệt, trân trọng.